pha khống chế tốt của Ruben Dias, tình huống đẳng cấp của Renato Sanchez và bóng đến chân của CR7 quá hay dành cho Cristiano Ronaldo. Một tình huống đẳng cấp phải gọi là vượt ngoài vũ trụ. Hello, xin chào cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Lotfao bài đây và tiếp tục series ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một giá trị đội hình mới, đâu đó rơi khoảng tầm 46 tỷ cho đến 50 tỷ tùy tình hình thị trường nha. Và đầu tiên chúng ta đã đập vào mắt chúng ta, chúng ta đã nhìn thấy Cristiano Ronaldo trong màu áo UTUTS năm 2022, mặc nguyên áo của Manchester United. Mặc dù bây giờ thì Ronaldo đang thi đấu ở Ả Rập Xê Út, nhưng mà nỗi nhớ của fan MU hay là nỗi nhớ của fan anh 7 khi mà Ronaldo còn thi đấu ở châu Âu rất là nhiều. Nói thật với anh em, hồi mình còn trẻ mình cũng không thích Ronaldo cho lắm, nhưng mà càng về sau này thì mình thấy nghị lực và cái sự vươn lên của Ronaldo đấy nó là niềm cảm hứng cho mình. Và mới đây là một trong những cái mùa thẻ tốt nhất của Ronaldo ở trong game. Ngày hôm nay thì Ronaldo sẽ xuất hiện cùng những người đàn em của mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Thi đấu ở bên cạnh Ronaldo trên hàng công sẽ là hai cái tên. Đầu tiên là Rafael Leao, cái tên này đang thi đấu rất hay tại AC Milan. Ai mà theo dõi Serie A hay Champions League C1 năm nay thì đều biết là Rafael Leao cực kỳ đẳng cấp. Tiếp theo ở vị trí R-Dub sẽ là Luis Figo của mùa Real Madrid Ambassador. Figo là cầu thủ gây ra rất nhiều tranh cãi khi từng khoác áo của Barcelona, sau đó lại chuyển sang Real Madrid, và là một trong số ít những cầu thủ khoác áo hai đội bóng được coi là gần như là vĩ đại nhất thế giới này. Ở hàng tiền vệ, chúng ta không thể không có sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Người ta vẫn nói rằng Bruno Fernandes rất hay pressing trọng tài, nhưng đối với mình thì Bruno luôn là một cầu thủ quan trọng đối với Manchester United khi mà anh cày ải cực kỳ nhiều. Mà về đội tuyển thì mình thấy rằng là Bruno lại không phát huy được những cái phẩm chất, những cái tố chất mà anh thi đấu ở câu lạc bộ. Anh em không biết anh em có cảm nhận như vậy không? Ở bên dưới chúng ta sẽ có bộ đôi tiền vệ trung tâm, đó chính là Ruben Neves. Thật ra thì mình thấy Ruben Neves nhiều người hay để ở vị trí CDM đúng không anh em? Cầu thủ có tới 6 chỉ số ẩn và một trong những cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Bồ Đào Nha ở vị trí tiền vệ trung tâm thời điểm hiện tại. Ruben Neves hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Wolverhampton. Ở phía bên kia sẽ là cậu bé vàng. Thật ra thì Renato Sanchez mình đã nói rất nhiều con hàng mùa TT này rồi, mùa top transfer. Mùa này thì sẽ là một trong những mùa ngon bổ rẻ của Renato Sanchez. Và thật ra thì ở vị trí CM của đội tuyển quốc gia Bồ Nha, một vài cái tên khác như kiểu là Vitinha hay là một vài cái tên mình cũng không thấy là có quá nhiều cái tên đẳng cấp đâu. Ruben Neves mình nghĩ là bên cạnh Bruno thì Ruben Neves là một trong những tiền vệ sáng giá nhất của bóng đá Bồ Đào Nha lúc này. Bộ tứ vệ ngày hôm nay chúng ta sẽ có Nuno Mendes của Paris Saint-Germain. Tiếp theo là bộ đôi trung vệ Nicolas Pepe và Ruben Dias. Đây là bộ đôi trung vệ theo mình đánh giá là xuất sắc nhất của bóng đá Bồ Đào Nha thời điểm hiện tại. Ở bên phía hành lang cánh phải sẽ là ngôi sao thất sủng của Bayern. Thật ra nói thất sủng thì hơi quá, nhưng mà khi chuyển sang Bayern hay là ở cái trong những giai đoạn cuối ra Cancelo khoa Manchester City thì cầu thủ này đã đánh rơi phong độ của mình. Năm ngoái thì như một siêu sao. Thật sự nói năm ngoái giao Cancelo là một siêu sao thì không hề sai, nhưng mà năm nay thì phong độ hơi thảm hại. Ở trong vị trí khung gỗ sẽ là Rui Patricio. Đây là một thủ môn kỳ cựu của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và không có Mini Fay này thì nhìn hơi buồn một chút, nhưng thật ra thì anh em có thể nâng lên cộng 5 và đổi cái chỉ số ẩn cứng như thép đi. Hôm trước thì có rất nhiều bạn phân tích về chỉ số ẩn cứng như thép này, nhưng mà thủ môn thì không cần quá nhiều cứng như thép. Ở trên hàng dự bị chúng ta sẽ có Rui Costa và Gonzalo. Cầu thủ này là cầu thủ đã đẩy Ronaldo lên ghế dự bị tại mùa World Cup vừa rồi. Đây là mùa thẻ mà Team of the Match thuộc kỳ World Cup năm 2022, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của kỳ World Cup vừa rồi đây anh em. Chính cầu thủ này đã lập hat-trick và đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. Còn có một cầu thủ chạy cánh của Benfica. Thực ra cầu thủ này mình không biết tên là gì. Nếu mà anh em biết tên cầu thủ này có thể comment ở bên dưới nha. Mình thấy chỉ số ẩn tương đối ngon khi mà có ma tốc độ, cùng với đó là một bộ chỉ số rẻ, một chỉ số ok và giá rẻ. Đây là toàn bộ team Bồ Đào Nha và anh em có thể bui theo chủ account này. Mình thấy một lối bui cực kỳ đẹp. Đội hình thì đẹp long lanh lóng lánh rồi, nhưng mà không biết đội hiệu quả như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào chiêm ngưỡng xem Cristiano Ronaldo và những người đàn em của mình liệu có thể giành được ưu thế trong một trận đấu rank Hàn ở mức rank tương đối cao, mức rank tầm khoảng hơn 600k. Ngày hôm nay thì đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sẽ thi đấu giao hữu cùng câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sẽ phải đến làm khách tại London và họ sẽ mặc bộ trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng, bảo vệ khung thành viên tay phải màn hình nhỏ quý vị các bạn. Các cầu thủ Tottenham Hotspur họ cũng mặc bộ trang phục rất là lạ, đó chính là bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Thật ra bộ trang phục này thì mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Những đường đàn bóng đầu tiên đây là Luis Figo, pha fake shot nhẹ nhàng của Figo rất dẻo, đường truyền ra dành cho Ruben Neves. Tiếp tục là Renato Sanchez, các cầu thủ Bồ Đào Nha đang có khoảng trống và cú ra chân bằng chân trái của Renato.
cậu bé vàng từng là niềm hy vọng của người Bồ Đào Nha, nhưng bây giờ đã thụt lùi quá nhiều. Tình huống tạt bóng đánh đầu không được, thủ môn của đội chủ nhà đã đâm bóng ra. Các cầu thủ Tottenham Hotspur ngày hôm nay họ sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của rất rất đông cổ động viên nhà, và đây là một lợi thế không hề nhỏ dành cho đội bóng thành London. Nhưng mà bây giờ thì London is red rồi, London có màu đỏ của Arsenal. Cả Tottenham Hotspur và Chelsea năm nay thì đều không có phong độ cao, kể cả là những câu lạc bộ khác của giải bóng đá ngoại hạng Anh hay là giải hạng nhất Anh như kiểu là West Ham hay là Crystal Palace thì đều không thể có cửa so với Arsenal mùa giải năm nay. Nhưng mà cuộc đua giữa Arsenal và Man City bắt đầu có sự hụt hơi của học trò Mikel Arteta rồi. Nhưng mà năm nay Arsenal có thể tham dự C1 năm sau là một điều quá ok. Đây là Cristiano Ronaldo, tiếp tục là anh Bảy đã thử chân với một tình huống vuốt bóng từ ngoài vòng cấm gọi là vô hại của mình. Nhưng mà không sao, anh Bảy đang test chân thôi, trận đấu còn quá dài và cơ hội cho anh Bảy còn rất nhiều để có thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Và cứ bóng quá hay, hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha mình thấy là nhìn thế thôi, nhìn rẻ thế thôi. Nhưng mà đá rất ok, hàng phòng ngự thì chất lượng, hàng công thì chưa có những cái cơ hội để chúng ta có thể kiểm chứng. Anh em có thể thấy trong tình huống vừa rồi thì PP đã cướp bóng quá hay. Nói chung là khen những cầu thủ này thì cũng hơi thừa, nhưng mà mình thấy rằng anh em bui tim rất chuẩn nha. Anh em ở trong cộng đồng FIFA Mobile Hàn Quốc tại Việt Nam bui tim cực kỳ hay. Và mình cứ lên clip như này thì anh em có thể tham khảo. Mình thấy là các cầu thủ bui rất hợp lý. Đây là Cristiano Ronaldo, đường chuyển không được rồi. Rafael Leao, các cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn chưa nóng máy thì phải. Đây là Cristiano Ronaldo, tiếp tục là Ronaldo. Dáng sút quá giống ngoài đời luôn. Game càng ngày càng có cái chất lượng hình ảnh tốt và giống thật. Một cầu thủ đội bạn đã phải ăn thẻ vàng với một pha vào bóng ác ý ở đầu trận đấu. Đây rồi, không được, anh Bảy đã không thể chạm chân vào bóng. Cristiano Ronaldo vẫn tương đối đối bóng trong tình huống vừa rồi và những tình huống từ đầu trận đấu giờ. Người đối bóng thứ hai có lẽ là Luis Figo. Đây là Rafael Leao, tiếp tục là Rafael Leao. Pha qua người dễ dàng của ngôi sao AC Milan, Rafael Leao lại ngoặt lại làm cái gì đây? Không được rồi. Pha mồi bóng, pha nhả bóng lại cho tuyến hai vừa rồi thuộc về Renato Sanchez. Người có pha không chiến thành công là Ruben Dias. Các cầu thủ Bồ Đào Nha, đây rồi, anh Bảy đang chạy. Anh Bảy đã qua hay dành cho anh Bảy và chúng ta sẽ được siêu. Thật ra trong tình huống rồi mình đã khựng lại một nhịp vì mình nghĩ là đã việt vị. Nhưng mà anh Bảy quá hay anh em ạ. Phá bẫy việt vị cực kỳ đẳng cấp chỉ trong một tích tắc mà thôi. Và ngay sau đó là một pha nã đại bác. Thật ra pha đấy thì có cu toa mùa Utoti 22 thì cũng thế thôi. Không bao giờ bắt được luôn. Anh Bảy đã nã đại bác từ cự ly khoảng đâu đó khoảng 12-13 mét như vậy thì bắt làm sao được. Hiệp 2, hai đội đổi sân và các cầu thủ Bồ Đào Nha chắc chắn họ sẽ dồn lên để tìm kiếm thêm những bàn thắng cho riêng mình. Họ là một đội bóng mạnh và ngày hôm nay họ đang có sự xuất hiện của một thủ lĩnh tinh thần mang tên Cristiano Ronaldo. Chạy chỗ quá thông minh đến từ Cristiano Ronaldo và chúng ta thấy rằng pha vuốt bóng bằng chân phải quá hay, siêu. Quá đẳng cấp cho Cristiano Ronaldo. Dù bây giờ anh đang thi đấu tại Ả Rập Xê Út, một trong những giải vô địch quốc gia không đánh giá cao trên thế giới thời điểm hiện tại, nhưng mà chúng ta thấy rằng đẳng cấp của siêu sao này là không có gì phải bàn cãi. Nói về CR7 thì mình nghĩ rằng những người có cùng đẳng cấp với anh ở thời kỳ của anh chỉ có duy nhất Lionel Messi mà thôi. Chứ còn những cầu thủ khác để mà nhận xét về CR7 thì mình nghĩ rằng không đủ tầm. Đấy. Chứ còn tất nhiên thì Messi với những thành công trong năm vừa rồi thì Messi một phần nào đó đã vươn lên rồi. Đã vươn lên khẳng định mình là GOAT của bóng đá thế giới. Nhưng mà CR7 thì nếu mà có kém thì kém một chút thôi. Chứ cũng không kém quá nhiều đâu. Và hai cầu thủ này vẫn là hai cầu thủ có cùng đẳng cấp với nhau. Theo mình đánh giá như vậy, còn anh em đánh giá như nào anh em có thể comment ở bên dưới nha. Anh Bảy vừa thực hiện một đường chuyền sai, chuyển thẳng vào chân thủ môn đối phương ạ. Có lẽ là hai bàn thắng với anh Bảy đã là đủ hay sao mà anh lại chuyền như vậy, nhưng không sao. Đây là Renato Sanchez. Sanchez và Ruben Neves đá quá hay anh em ơi. Có thể thấy là Ruben Neves có tận 6 chỉ số ẩn nhưng mà vẫn chưa bằng Bruno Fernandes anh em ạ. Bruno Fernandes có tận 7 chỉ số ẩn và đấy là một con số quá khủng khiếp. Anh Bảy vừa tiếp tục chuyền sai. Nhưng mà dù gì cũng đã có hai bàn thắng rồi và những bước chạy của anh Bảy đã là vui rồi anh em ạ, chứ cũng không cần đòi hỏi quá nhiều. Nếu mà anh em có điều kiện kinh tế thì anh em có thể đưa Cristiano Ronaldo của mùa UTUTS năm 2022 về. Vẫn là pha cướp bóng hay của Ruben Dias. Đường chuyền dành cho Luis Figo, tiếp tục là Figo. Figo này đuối quá. Thật ra thì Raduc của Bồ Đào Nha hay là đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha anh em thêm nên bui thêm Eusebio. Eusebio là một cầu thủ nhỏ con nhưng mà đẳng cấp hơn. Đẳng cấp trong những pha xoay sở, đẳng cấp trong những pha nước rút. Còn thì Luis Figo mình nghĩ là đá thuần cánh và tạt hay hơn thôi. Đây rồi,
các tình huống lộn xộn ở trước khung thành của Bồ Đào Nha, tiếp tục là một tình huống lộn xộn và bóng lại về tay của Rui Patricio. Nói chung là cũng có một chút lỗi lầm nhưng ngay sau đó thì đã biết sửa sai. Đây là Renato Sanchez, đường truyền lên dành cho Rafael Leao. Đây là Cristiano Ronaldo, đường chọc khe cho Luis Figo. Luis Figo không thể hiện ưu thế của mình trong pha đua tốc độ. Nếu đó là một pha bóng của Eusebio thì mình nghĩ là đã có bàn thắng. Theo đánh giá cá nhân và đánh giá chủ quan là như vậy thôi anh em. Một đường chọc khe, nhìn ra đường chọc khe quá hay. Một tình huống đối mặt và cú bẻ lòng. Tình huống này đội bạn nên sút ghim ở góc cao thì tỷ lệ thành bàn sẽ cao hơn. Bẻ lòng những tình huống rồi thì Rui Patricio đã khép góc. Tình huống đá phạt lên đây rồi, đây là Cristiano Ronaldo. Pha chèo người hay của Cristiano Ronaldo, vẫn là tốc độ của Cristiano Ronaldo. Đây là Luis Figo, đường truyền cho anh bảy. Liệu anh có hoàn tất cú hat-trick hay không? Cristiano Ronaldo quá hay, quá đồng đội, chọc khe cho Ronaldo đi. Ui giời ơi, anh bảy đã xử lý quá hay trong tình huống vừa rồi. Và trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Nên anh em thấy video mình hay, hãy cho mình xin một like và subscribe ủng hộ kênh nha. Cảm ơn em rất nhiều, là anh em những video sau. Bùi hình quá nét luôn anh em.